bây giờ con chưa hiểu, nhưng sao sẽ hiểu. Phêrô xưa là con đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo, nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được nhiều phần với thầy. Phêrô liền tư, vậy xin thầy hãy rửa không những chân con và cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói, kẻ mới tắm đầu chỉ cần rửa chân vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải mất thầy đâu. Vì người biết ai sẽ đầu người nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các con, người mặc áo lạ, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói, các con có hiểu biết vì thầy vừa làm cho các con chân. Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm. Vì đúng thật, thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy